công danh sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên đỏ thắm như son, tiền tài khoản liên tục nhảy số. Đây là những con giáp đón nhận cái vận may liên tiếp trong ngày 15 tháng 10 âm lịch năm 2023. Ngày 15 tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của những con giáp này sẽ có những cái tiến triển hanh thông, công việc diễn ra thuận lợi như ý. Mọi công sức cống hiến cho tập thể của các bạn cũng sẽ được đền đáp bằng những cái phần thưởng xứng đáng. Các bạn có thể gặt hái được những cái thành công to lớn trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình tình cảm trong ngày hôm nay thì cũng tương đối là tốt đẹp. Người có đôi có cặp thì tình cảm ngày càng thêm gắn bó bền chặt, được đối phương chăm sóc, yêu thương. Những người độc thân lâu năm thì cũng có khả năng cao gặp được cái người hợp ý, nhanh chóng kết thúc những chuỗi ngày độc thân. Và các con giáp đón nhận cái vận may trong ngày 15 tháng 10 âm lịch đó chính là những tuổi sau đây. Thưa quý vị, chúng ta biết ngày 15 tháng 10 âm lịch nó là ngày Kỷ Sửu. Cục diện đầu tiên chúng ta có Tý Sửu là nhị hợp, vậy nên những người tuổi Tý sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày 15 tháng 10 âm lịch, nó được cục diện lục hợp nó tương trợ giúp đỡ, vậy nên những người tuổi Tý được dự báo là vượng vận quý nhân. Vận may nó mang đến rất nhiều cơ hội để bản mệnh có thể thuận lợi hợp tác làm ăn hay là ký kết những cái bản hợp đồng quan trọng. Cũng dễ dàng gặp được những người tốt bụng, có lòng giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn, vất vả. Đặc biệt, cũng trong ngày hôm nay thì những người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán thì phát tài phát lộc, lượt khách hàng ra vào thì tấp nập, cho thấy cái sản phẩm của các bạn cũng đang rất được ưa chuộng và có triển vọng. Tiền tài thu về cũng được như mơ ước. Đường công danh sự nghiệp của các bạn cũng có nhiều cái tin vui, bản mệnh cũng có cơ hội thể hiện cái năng lực của mình trong những cái nhiệm vụ mà mình đang theo đuổi. Bên cạnh đó, cục diện nhị hợp Tý Sửu này nó cũng sẽ giúp cho vận trình tình cảm của những người tuổi Tý phát triển khá là tốt. Những người độc thân thì có số đào hoa, có thể tìm được những người bạn đời một cách là gì? Nhanh chóng, bất ngờ. Chỉ cần các bạn chăm chút cho vẻ bề ngoài một chút và tự tin với chính cái phiên bản hiện tại của mình thì chắc chắn không khó để tìm được một người sớm bầu bạn trong ngày hôm nay. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và vượng vận quý nhân đấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 15 tháng 10 âm lịch ngày Kỷ Sửu này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ được cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó che chở, vậy nên những người tuổi Tỵ đón khá nhiều cái tin vui trong ngày hôm nay. Công danh sự nghiệp ở cái thời điểm hiện tại thì cũng không có cái điểm gì phải chê trách khi mà những người tuổi Tỵ luôn gì làm tốt những cái trọng trách mà mình được giao. Không những vậy, con giáp này có sự chủ động trong cái việc là phối hợp và gì giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao cái hiệu suất chung trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải kiểm soát bản thân một cách tốt hơn, chứ đừng vội vàng huênh hoang khoe mẽ. Các bạn càng khiêm tốn thì tài năng của các bạn càng được tiết lộ rõ ràng. Mọi người lại càng ngưỡng mộ bạn nhiều hơn. Đối với các tình huống bất ngờ nó ập đến thì những người tuổi Tỵ cũng nên xử lý tình huống một cách linh hoạt, hợp tình hợp lý thì mới giữ được cái thành công lâu dài. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ được cục diện là gì? Ngũ hành nó tương sinh, nó cũng giúp cho cái nhân duyên của những người tuổi Tỵ được nở rộ không ngừng. Nếu như mà các bạn là người có đôi có cặp ấy thì các mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy cũng đang trong giai đoạn là thăng hoa và đẹp nhất. Tình yêu ngọt ngào và vô cùng lãng mạn. Hơn thế nữa, đôi bên thì luôn thấu hiểu và thông cảm, chia sẻ mọi điều với nhau trong cuộc sống. Vì vậy mà tình cảm nó ngày càng được gắn kết sâu sắc và bền chặt hơn. Bởi vậy cho nên, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc và vượng vận nhân duyên, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được trợ vận hộ thân, giúp gia tăng cái may mắn và tài lộc cho mình. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày 15 tháng 10 âm lịch ý, đó là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu luôn cảm thấy tràn đầy cái năng lượng trong cái ngày hôm nay do được cục diện tam hợp là Tỵ Dậu Sửu nó hậu thuẫn. Đó. Nhờ vậy mà những người tuổi Dậu thêm phần tự tin và quyết đoán
để thực hiện những cái việc mà mình đề ra. Mọi việc qua tay các bạn cũng đều được sắp xếp ổn thỏa, đâu vào đó. Thậm chí các bạn còn nhận được những lời khen từ đồng nghiệp hoặc là từ cấp trên với cái sự tận tâm tận sức của mình. Trong ngày hôm nay còn đưa tới nhiều cái vận may về tiền bạc bất ngờ cho những người Tuổi Dậu. Lợi nhuận đến từ nhiều cái nguồn giúp cho túi tiền của các bạn được thêm phần rủng rỉnh. Nhưng thay vì nghĩ về cái việc mua sắm gì thì quý vị nên là gì thanh toán các khoản nợ trước đó và để ra một khoản tích lũy để phòng những cái việc bất chắc nó có thể xảy ra trong tương lai. Trong ngày hôm nay 15 tháng 10 âm lịch ấy, thì những người Tuổi Dậu thì sẽ được cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên nó sẽ nuôi dưỡng tình yêu đôi lứa, cả hai luôn tâm đầu ý hợp, không cần phải nói thì cũng vẫn gì hiểu được đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Cái điều quan trọng là hai bạn luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương, nên sẽ không có bất kỳ một cái mâu thuẫn nào có thể chen ngang vào phá hoại hạnh phúc của hai người. Bởi vậy cho nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc và giữ gìn cái hạnh phúc gia đình ấy, thì những người Tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc thì cũng sẽ ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho mình. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong cái ngày hôm nay ấy, thì đó chính là những người tuổi Thân. Kính thưa quý vị, trong ngày 15 tháng 10 âm lịch ấy, thì những người tuổi Thân có thương quan đã tác động, vậy nên những người tuổi Thân duy trì được cái sự tập trung cần có trong công việc. Nhờ vậy mà các bạn sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng mà vẫn gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp thì đang tiến triển ổn định. Đôi khi ấy, thì các bạn cũng có những cái suy nghĩ muốn làm mới cái bản thân hay là thử thách mình ở những cái lĩnh vực mới. Nhưng mà cần phải tính toán một cách cẩn trọng trước khi đưa ra cái quyết định. Trong ngày hôm nay thì con đường tài lộc của những người tuổi Thân tuy không đến mức vượng phát, cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều. Nhưng mà cái nguồn tài chính ra vào thì vẫn cứ đều đặn. Những người làm công ăn lương thì hầu như không gặp vấn đề nào quá khó khăn hay là lo lắng. Còn người kinh doanh buôn bán thì chững lại một chút. Nói chung ấy, không bằng với những ngày trước. Nhưng mà đây cũng là cái điều mà đã nằm trong dự liệu của những người tuổi thân rồi. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay được cục diện là ngũ hành tương sinh, nó mang đến cái mối nhân duyên tốt đẹp cho những người tuổi thân. Và trong ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội tốt để cho những mối quan hệ quan trọng của các bạn có thể tiến triển thêm một bước nữa. Nếu như các bạn đang độc thân ấy, thì ngày hôm nay sẽ có khả năng cao là khởi đầu cho một cái mùa hoa nở rộ về tình duyên. Hứa hẹn một cái mối lương duyên tốt đẹp sẽ đến với những người tuổi thân trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái may mắn về tiền bạc và tài lộc cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay thì đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, những người tuổi Dần được chính quan nhập mệnh. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay dự đoán những người tuổi Dần sẽ có một cái ngày làm việc hết mình, sáng tạo và cực kỳ là hiệu quả. Các bạn sẽ đưa ra được nhiều cái ý kiến đóng góp hữu ích cho cái tình hình chung, cùng tập thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn ở thời điểm trước mắt. Công sức của các bạn là không nhỏ và chắc chắn sẽ được cấp trên nhìn ra rõ ràng, dành cho các bạn những cái đánh giá xứng đáng. Ngoài ra thì cơ hội hợp tác, làm ăn, kinh doanh, buôn bán của những người tuổi Dần trong thời điểm này cũng được mở rộng hơn rất nhiều so với trước đó. Những người làm kinh doanh thì có thể nhân cơ hội này để phát triển cái quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều cái khách hàng mới, sẽ mang tới cái nguồn tài lộc dồi dào cho những người tuổi Dần trong ngày hôm nay. Khi mà có cơ hội thì quý vị cũng đừng nên chần chừ kẻo lại bị đối thủ đoạt mất. Tuy nhiên trong ngày 15 tháng 10 âm lịch này thì gặp cục diện ngũ hành xung khắc, nên những người tuổi Dần có điểm báo không lành ở phương diện tình duyên. Đôi lứa thì có nhiều cái điều hậm hực với nhau, nhưng mà không ai muốn nói ra, cứ để cái mối quan hệ nó chìm dần vào cái chiến tranh lạnh. Trong khi đó thì những người độc thân thì không có ý định mở lòng mình để theo đuổi một ai, và cũng không muốn đón nhận cái tình cảm của những người khác giới ngay lúc này. Tình hình thì cũng không được mấy khả quan. Vì thế để gia tăng cái vận may về tình duyên gia đạo, cũng như là để gia tăng cái tài lộc cho những người tuổi Dần trong thời gian này, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân
dần ngọ tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải xung sát thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Dần. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi được cục diện tam hội là Hợi, Tý, Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên cái cục diện tam hội nó nâng đỡ những người tuổi Hợi khá nhiều trong cái ngày hôm nay. May mắn xua đi những cái xui xẻo ở trước đó. Nói chung là làm việc gì cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Công danh thì phát đạt, bản mệnh ngày càng khẳng định được cái vai trò nhất định của mình ở trong tập thể. Quý vị cũng sẽ tích lũy được thêm cho bản thân không ít những cái kiến thức và kinh nghiệm quý giá đến từ thực tế. Trong ngày hôm nay thì tài lộc của những người tuổi Hợi cũng khá là hưng vượng. Nguồn thu chính và phụ thì đều tăng, là cái dấu hiệu cho thấy thu nhập của các bạn cũng đang trong cái giai đoạn để được gì thu hoạch. Ngoài thu nhập từ công việc chính thì còn có nhiều cái nguồn thu phụ. Nếu như mà buôn bán kinh doanh thì có lãi nhiều, vừa tích lũy được một cái khoản lại vừa ăn tiêu mà không phải lo nghĩ gì. Tuy nhiên cái chuyện tình cảm của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng không được thuận lợi do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc. Những người có đôi thì có thể là mâu thuẫn với nửa kia vì một trong hai là không biết cái điểm dừng khi mà tranh cãi với nhau. Nếu không ai chịu nhường nhịn ấy thì mâu thuẫn có thể là gì lên đến đỉnh điểm, cái mối quan hệ nào cũng sẽ dễ bị đổ vỡ. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận động thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái ngày 15 tháng 10 âm lịch, ngày rằm tháng 10, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội đổi đời giàu có sau một đêm. Đó là những con giáp sau. Thứ nhất, tuổi Tý. Thứ hai, tuổi Tỵ. Thứ ba, tuổi Dậu. Thứ tư, tuổi Thân. Thứ năm, tuổi Dần. Thứ sáu là tuổi Hợi. Đây là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong ngày 15 tháng 10 âm lịch năm 2023, năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.